Vâng, xin chào bác nhá, chào anh em. Buổi chiều ngày hôm nay thì em có một con JBL VM888 này. Hàng chuẩn loại 1. Có cảm biến gia tốc tự ngắt dò sóng sạch luôn. Cái con này thì khi mà đưa hàng sang bên nhà khách lắp ráp cho khách thì nó bị một cái đấy là bác ấy chọn hai con, nhưng mà lúc mở ra, lúc bác mở thì bác không để ý, đôi khi là anh em cũng không để ý thật, cái này thì không trách được. Nó có một cái lẫy này, khi mà anh em nhìn những cái con lẫy này nó cắm ở bên trong, anh em bật ra xong rồi gẩy cái đầu lẫy lên thì nó mới lên được. Nhiều đôi khi là anh em cầm ở những cái điểm cạnh này, anh em gẩy lên thì nó gây rách này. Cái này thì nó nói thật với các anh em thì nó không ảnh hưởng đến chất lượng đâu. Nhiều anh em có thể là cầu kỳ hơn, người ta yêu cầu cái vỏ hộp mới hoặc vỏ hộp đẹp. Thì ấy thì các bác lấy hàng mới, còn đây là hàng em thanh lý cho bác luôn. Nói giá luôn cho bác anh em, con này chỉ 1 triệu đồng thôi. Anh em có thể thấy những mặt hàng này đây bán trên trường giá bao nhiêu, tách cũng vỏ hộp với lại cái nguồn này này. Cái nguồn này các bác nhá. Lúc mà anh em nó cầm về, lúc mà cắm vào thử anh em cầm về nó cầm nhầm. Con này là con ngon hơn đấy, nguồn con này nguồn con ngon hơn. Chữ Tây chữ Tàu thôi, nhưng mà con này là theo như thợ về thợ giữa bên em thì nguồn này nó nguồn ngon hơn cả con JBL VM888 đấy cơ. Nếu mà mua thì mua con này đắt tiền hơn. Thì ok thì cũng báo bác rồi để thanh lý luôn cả dàn này luôn. Tổng bộ là 1 triệu, hàng mới tinh. Con này thì đây em quay hình thức cho bác anh em ngó qua nó một chút. Tay mic thì vẫn nguyên không một vết gì luôn. Cái này là có thể nó bụi bụi cho bên em đấy, vết tay lúc mà cắm cắm vào đấy, cắm vào qua lên đây cho bác quay, cái nhà em bị bụi. Đây thử tiếng mic cho bác anh em luôn nhá. Alo. Sorry, đây em vặn cái con vàng xuống. Alo. Đó, tiếng mic vẫn ngon lành luôn. Để này, để ngắt tự ngắt cho bác anh em cùng xem luôn. Và anh em nhìn đây, tự ngắt thì nó sẽ ngắt cái sóng này luôn cho bác. Trong lúc chờ đợi đó, đấy nó tắt rồi. Chờ đợi thì em cũng có chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ khi mà sử dụng mic không dây như này. Nhất là các bác sử dụng cả vang nữa, vang và âm ly. Thì anh em đang bị quen ở cái thói quen đó là khi sử dụng âm ly thì anh em cứ tác động tất cả những thứ ở trên con âm ly chẳng hạn. Ví dụ đây là cái phần chỉnh âm lượng tổng chẳng hạn. Anh em muốn to nhỏ thì anh em cứ tăng giảm hết cỡ con âm ly. Khi mà mic vang các anh em lại là người để nguyên nó, mặc dù nó đúng là phải chỉnh trước, anh em để nguyên xong chỉnh to nhỏ hết ở trên con đẩy con âm ly. Khi mà anh em giảm nhỏ cái âm lượng này xuống ấy thì nó sẽ bị trường hợp là khi mà anh em sử dụng mic qua con vang tiếng rất là lặng, tiếng lặng trịch luôn. Đây em thử cho các bác anh em nhé, tăng hết mic ở trên con vang lên và giảm công suất xuống nhé. Lô 567 alo. Đó, các bác nghe thấy không? Cái tiếng cảm giác tiếng nó bị ồm, tiếng nó lặng trịch luôn. Rất là khó để anh em hát. Cái xử lý như nào? Xử lý đó là anh em bây giờ nhé, về sử dụng âm ly hay là đẩy ấy, anh em tăng công suất nó lớn lên. Có thể để 2 giờ, 3 giờ hoặc tăng kịch nếu cũng được, tùy. Anh em căn chỉnh ở trên con vang. Con mic thì thường thường để 12 giờ hay là anh em muốn to nữa thì anh em có thể tăng thêm. Có thể đẩy sang 1 giờ. Còn đã tất cả chỉnh ở trên con vang hết. Đấy, con vang này anh em có thể giảm xuống, anh em muốn to thì tăng lên. Còn đây em thử khoảng tầm 12 giờ cho các bác các anh em nhé. Alo 5667 alo. Đấy, các bác nhìn nào, cách đơn giản như thế thôi là con mic nó hát nhẹ đến bao nhiêu rồi, chứ không các bác về cứ đi giảm cái gọi là công suất, giảm công suất rồi là tăng hiệu chỉnh ở mic với lại ở vang lên thì tiếng nó càng lặng hơn. Chia sẻ ngắn thế thôi. Chủ yếu là hôm nay em thanh lý cái con mic JBL VM888 này với giá chỉ 1 triệu đồng, chỉ một con duy nhất. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Cảm ơn các bác các anh em.